Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là La Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi leo tháp tiếp. Tuy là hôm nay chúng ta leo ở tầng 30, nhưng mà có điều nó sẽ khó hơn so với những tập trước. Do là lúc này nhân vật của chúng ta mới ở level 16 thôi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi kiếm vũ khí cho bạn Thái Thần Lâm nè. Nhưng là vũ khí của bạn ấy là tương đối ok rồi đấy, nhưng mà nhìn chung mình nó vẫn còn khá là yếu. Có điều Thái Thần Lâm khá là may mắn các bạn, khi mà vừa vô anh lấy được khá nhiều chiêu xịn rồi. Còn không lên mắt quỷ nữa hả? Rồi, giờ tạm chiêu này. Chứ là vũ khí xịn thành ra cũng đỡ lo à. Vừa vô lại dính cái nhiệm vụ combo nữa thành ra nó tương đối dễ. Rồi, ok, tuy là không lấy được cái kinh nghiệm không sao cả. À, này, nhiệm vụ là đi cứu cái thằng lính chở hàng. Rồi, để tăng công giảm thủ lên đã. Như là tại mới lên vào đầu thôi cho nên là sát thương chưa có cao. Như là đánh chưa có đủ hơi, nhưng mà nhìn chung thì ta đánh vẫn khá là ok các bạn. Như là đừng để bị đối phương đánh trúng nhiều quá thôi, tại vì mình đánh mạnh đủ sức để đánh tầng 30 rồi nhưng mà ta lại không chịu đòn đủ. Như là các bạn có hiểu đơn giản là công với tốc độ đánh thì đủ, nhưng mà máu với điểm phòng thủ thì nó không đủ. Cái này nó cũng là một cái bất lợi khá là lớn, thành ra chúng ta phải sell khá là nhiều. Để lỡ chết thì có gì mình lót lại đánh tiếp. Công nhận là bộ đồ này của Thái Thần Lâm nhìn đẹp ghê chứ các bạn ha. Đồ điệp viên á. Nó không hẳn là đồ ninja nha các bạn, mà nó là đồ của điệp viên thôi. Bộ ninja nó chơi bộ khác nữa. Rồi đây. Nhiệm vụ này thì cũng tương đối dễ, đánh 4 tướng thôi. Như vậy là mình lụm được kinh nghiệm nhiều, tí thì mình lên cấp cho nó lẹ. Như là Thái Thần Lâm thì xài hơi thở của lửa, đệ tử viên trụ rồi cho nên đánh khá là kinh. Mà về cơ bản là giống như là dạng là bắn quỷ thôi, cho nên nó bắn quán yêu á, cho nên nó là còn có chiêu kích cái được cái huyết thủy thuật lên nữa. Thế này thì ai mà chơi cho lại đúng không ạ? Cái kiếm này cũng đâu phải là kiếm thường đâu. Đây. Quá đẹp luôn các bạn. Đúng là cái môn võ mình là katana này được nhà sản xuất ưu tiên thiết kế cho bộ skill khá là đẹp. Mạnh hay không thì chưa chắc, quýnh rất là đẹp luôn á. Thật ra nó cũng có tính thực dụng ở một mức độ nào đó. Có điều là cái đòn số 2 của nó múa hơi lâu thôi. Rồi đây, hơi thở của lửa, thức thứ nhất. Rồi đây. Chắc tìm thuốc hóa giải cái độc của quỷ để giờ là trở thành người rồi các bạn, không có mắc quỷ nữa. Bữa trước là mình không có chỉnh mắc quỷ mà tự ra nó ra luôn, hình như là một lỗi game hay cái gì đó mình không biết nữa. Trời ơi, đụng phải ông này luôn hả? Rồi thôi con mình ăn hên, vừa đúng lúc mình được hồi đầy cây máu. Lên cấp á nó hồi luôn. Ông Toshi De Maida này là khá là bá đạo rồi. Ở mấy bản cũ ông nó mạnh rồi, qua đây ông còn mạnh hơn nữa. Mấy bản cũ thì ông đánh normal á, cho nên nó là ông đánh khá là ok. Bộ skill của ông là bản cũ là nó ngon rồi, qua đây nó bổ sung thêm một chút nữa. Thành ra là càng mạnh hơn. Tiếc là Thái Thần Lâm thì cái chưa nâng được cái dòng vàng nào, thành ra là đồ lấy được thì chắc không ngon. Nói chung là dòng đỏ, dòng xanh lá cây, dòng xanh dương là nâng hết rồi đó. Chỉ có thiếu dòng vàng thôi, chưa nhân được cái dòng vàng nào hết. Cho nên là dạng như không có chịu hỗ trợ các bạn. Rồi đây, dùng búp con Lunita, búp chiến giáp. Búp chứ cái này là dùng cái này tấn công chứ không búp. Rồi có thêm thuộc tính vô nữa thì đẹp. Đó, nó chưa số thức thứ 3 thì chưa đủ. Thật ra nó còn hơi yếu một chút. Nhưng mà nó có chiêu tăng công lên là thành ra là khá là ok. Chỉ còn có chiêu này nữa mà chiêu này nó hồi hơi lâu. Chứ lại mới nâng nên cũng không trì được lâu các bạn. Xài đó coi không, cái thức thứ hai á nó quýnh xuống một cái đó, nó cởi mình nó thu cái kiếm lại kiểu là võ chí đạo mà gồng kiếm vậy đó. Từ từ sau đó là mới bắt đầu chém tới. Thành ra là về cơ bản thì nhìn nó đẹp nhưng mà nó lại không thực dụng các bạn.
Tại vì trong cái lúc đó là đối phương nó vẫn đánh được ta, chứ không phải lúc đó thời gian là chậm lại. Cái đó ví dụ như thời gian chậm lại thì được, chứ còn ví dụ như mà cái kiểu gồng đó là ta sơ hở cho đối phương nó đánh. Cái thứ thứ hai của katana không ngon ở chính ở điểm này nè. Kiểu nhất nhảy lên chém không nói rồi. Rồi đây mình chưa có bật map đồ họa cái này lên nha, mình để mật đồ họa ở mức normal thôi. Thật ra các bạn sẽ thấy là cái đồ họa nó cái giáp trụ nhưng mà nó còn chưa được đẹp lắm, nhìn nó hơi giả. Chứ là một phần nữa bản này nó cũng cũ rồi. Bạn nói chung là game này cũng khá hợp cho bạn nào thích chơi tam quốc đó mà chơi gì độ nhanh hơn. Tại đây là cái bản đầu tiên mà nó có chế độ chức năng hyper cho lính. Cái là hyper cho nhân vật đó, các bạn mình lướt mình chém chỗ này là rất là tiện. Nó không phải lợi dụng nhờ quá nhiều vào cái chiêu normal. Rồi. Đó các bạn, nó phải thu lại một cái vậy nữa nó hơi bất tiện chứ. Rồi là chưa có chiêu lấy ngọc luôn, thành ra mỗi lần cùng lắm lấy được cục ngọc thôi mà khả năng cao nó còn ra mấy cái tàu lao nữa. Rồi đây chơi. Cũng may là mình có chiêu tăng công giảm thủ nè cho nên là cũng được, nhưng mà cái chiêu thì khá nguy hiểm. Tại giảm thủ thì mình sẽ dễ chết hơn. Cũng may là cái kiếm này nó có lôi. Đây 2, 3, 4 chiêu vật của Thái Thần Lâm cũng như các nhân vật là katana là nó chạy 4 thức. Đúng rồi là 4 đòn, nó đánh 4 đòn khá là đẹp. Đánh đúng kiểu Bao Sĩ Đạo luôn á. Chỉ là không biết trường phái nào thôi. Tại Bao Sĩ Đạo thì nó cũng có nhiều trường phái mà các bạn. Chà, Thái Thần Lâm vô gặp toàn mấy màn nhiều tướng không thôi. Kiểu này chơi phê luôn á. Tại lấy đồ, chủ yếu mình chơi này lấy đồ chứ không phải để leo tầng. Thành ra là được kiểu này là tha hồ mà là lút đồ luôn. Mặc dù là giờ Thái Thần Lâm mình lút đồ chưa ngon lắm. Tại vì chưa có skill hỗ trợ lút đồ đó các bạn không. Nhưng mà tại vì nó đã được dày nó khá là ngon rồi. Cái thức thứ ba thì mới được có đánh được có 2 cái mạnh là chưa có đánh đủ 3 cái nó hơi ít. Chưa hiệu quả lắm. Mà lấy đồ được thì cũng chỉ là đồ thường thôi, không lấy được đồ xịn. Lấy không được đồ xịn thì nó không giá trị lắm. Đây, Hanzo Hattori luôn á các bạn. Hình như ông này giữ cổng phía đông thì phải, nếu mình nhớ ông lầm. Nhưng là hủ tướng quân của Tokugawa đó. Ây da. Rồi, ok. Nhưng là một trong những cánh tay phải của Ieyasu Tokugawa đó các bạn. Nene chịu đòn giỏi ghê ta. Đúng lúc, hay quá. Nhờ cái nó ra cái lôi đúng lúc đó các bạn. Đầy đồ à, lên được skill rồi, hay. Rồi ok, thứ tư là được đánh hai cái mạnh liên tiếp rồi. Đây, cái này thôi chưa cần. Rồi đây. Bật nổ lên. Rồi thế là xong rồi, được hai cuốn sách. Trời ơi sao lại được ngàn lính lúc này. Cái này để lên tầng tiếp theo đánh boss thì ngon hơn, xui quá. Rồi thôi không sao, hy vọng lên tầng sau có nhiều lính chứ. Chỉ sợ là cái tầng nó quýnh boss mà nó không có lính thôi, chứ còn quýnh boss mà có lính thì mình chả sợ. Đây mình quýnh lính để mình lấy điểm á các bạn thấy không. Rồi ê chà, cái màn này thì mệt rồi đây. Có ông Magoi Chisaka ở đây nữa nè. Tại chứ đến khi nào mà mình quýnh hết mấy tướng kia, ông này ổng tự ổng spawn ra ngoài, thành ra thôi không cần phải đánh ổng. Nhào vô đánh mấy tướng này luôn. Đây, búp thuộc tính. Nhờ phân thân chi phục. Bật cái này lên luôn. Thế là xong. Rồi xong. Này thì cục chưa. Lần đầu thì ổng còn rất đồ nha, mấy lượt sau ổng không rất đồ nữa đó. Rồi lượt thứ hai cũng may là cái màn này ở cấp 35 thì mình còn đánh được. Nhưng
Trời, tới được bà Gio Tachibana hả? Bà này thì bá đạo rồi. À, bà này quá đỉnh. Chà, nhỏ này á. Ê, ê, trời ơi, lộn hướng. Rồi, hay quá. Kích được cái này lên là ngon rồi. Hai bài ra cùng lúc thì mình rất biết ơn á. Vậy đi ra cho người ta hết luôn lượt cho tôi nhờ. Mình đang có cái nộ này, đối phương nó đánh mình không có trúng. Rồi, xong. Magui Chisaka thì không cần phải đánh. À, hình như ổng là vị tướng cuối cùng đúng rồi. Rồi, xong. Rồi, ok. Leo tầng tiếp nào các bạn. Trận này đánh là hơi nặng đô á, nhưng mà mình đánh được. Nhưng mà lên được level 18 rồi, 21 thôi là đủ chiêu. Rồi, ok. Đây. Rồi đi nào đi nào. Ây trời ơi. Tại có hàng cầm khiên à. Mấy hàng cầm khiên này rất khó chịu khi muốn đánh Cyber nha. Rồi đây dùng phân thân thôi. Ây da. Nó chạc phát đó hơi bị chinh đấy. Cái thứ hai nó cứ bị cái này hoài đó lúc hơi bực mình. Máu hơi nhiều tại cấp thấp quá. Rồi, đây. Cái chiêu gồng của nhân vật cũng không giữ được lâu các bạn. Hơi dở điểm đó, thầy cầm khiên thở này. Rồi. Ây da, luôn luôn nó bể khiên các bạn, tại nhờ cái thuộc tính á. Ở bên đó có chiêu quýnh thuộc tính nó lợi lắm. Rồi đẹp ha, còn chém được thêm một cái nữa ha. Thật ra mấy cây không có thuộc tính là mình không bao giờ xài là vậy, mặc dù là nó nhiều vòng cũng không xài. Đơn giản là tại vì nó không hiệu quả thôi. Cái thuộc tính nó rất quan trọng đối với cái phiên bản này. Thật ra là phiên bản là thuộc tính quan trọng, nhưng mà với bản này nó còn quan trọng hơn nữa. Cái chiêu của con bé Luita đôi khi nó ra đủ thứ chiêu trời đất trên trên khá là hay. Mình khá thích bạc Russia cho đó, cái chiêu bài biến đổi rất là linh hoạt. Này thì cái chặt nó đỡ. Cái thức đó không có khả năng xuyên giáp. Rồi xong. Chạy đâu? Chạy lộn hướng. Rồi, từ từ. Nãy giờ chắc cũng chưa lấy được món nào ngon. Món này 5 vòng ngon nè, nhưng mà lại là đồ trắng thì không thèm rồi. Cái gì nó ra được đồ nó chia ra được cây hỏa cũng được, không cần cái món mấy cái món kia, cây phong cũng được. Rồi ok, này giờ quýnh lính mà này quýnh lính không à, này quýnh lính không dễ, càng đủ 200 lính thì qua lên tầng thôi, không có tướng không có gì hết. Cái này mà thêm cái phân thân vô càng nữa thì càng ngon, ảnh phân thân chỉ được luôn. Ồ, mà tính ra tụi cái lính này nó đau ghê ta. Còn quýnh mà không phê mấy. À chắc không có thuộc tính nè. Đây phải gồng cái thuộc tính nên quýnh nó mới thấm. Đúng rồi. Nãy là mình chưa đủ đam để giết nó chết là đa phần do cái thuộc tính tử. Mình quýnh nó không ra thuộc tính tử rồi nè, cho nên là nó không chết. Thiệt. Đúng là phải nhờ cái thuộc tính rất nhiều luôn á. Ây da, pha đó ủi hơi đau. Rồi, cộng lên, chơi luôn. Rồi, xong. Tại mình không có nhân sát thương thì phải có cái thuộc tính hỗ trợ, chứ không thì mình quýnh lính nó còn một đòn nó không chết các bạn. Mà đánh số đông mà các bạn, để phải đánh một thằng tới hai cái là thấy dở rồi. Cái chiến thuật nó nằm chỗ này nè.
Đây, không biết là tới nhiệm vụ gì nữa đây. À, đánh 3 tướng hả? À, không, 4 tướng, 4 tướng rồi. Ây da, à, cây rồi nha. Thật ra chiêu này để đánh tướng là chủ yếu với quýnh lính thì nó không đủ cái tính bầu quá. Rồi đây, ảnh thân thân kỹ thuật này, bắn chế này. Bắn này, bắn này. Bắn nữa này, ây da. Ây da, ui da, trời ơi, nó tông hết mấy phát cây thế nhỉ. Rồi, vô, bật nộ lên chơi. Chém. À, Thái thật là quýnh đỉnh dễ sợ luôn á. Thích kiếm nó hơi bị đẹp các bạn. Thế là mình chưa bật được cái, à đây, bật cái đam này lên cũng được. Không bật tính lên thì bật cái tăng đam này cũng khá là ngon. Ông này là Hidetada, ông này là mặt phủ là thứ, mặt thúa là thứ hai nè. Người thừa kế của Ieyasu đó các bạn. Đây là ông này có tạo hình riêng, mặc dù là nó ổng chúng ta không điều khiển được nhân vật này nha, nhưng nhân vật này là vẫn có tạo hình riêng. Ví dụ là bản này được đầu tư khá là nhiều á. Thật ra ông này thì không có vai trò quan trọng lắm cho thời chiến quốc, mà chủ yếu là có vai trò quan trọng trong cái giai đoạn mà hậu chiến á, tức là sau khi Ieyasu mất thì ông này lên nắm quyền nè. Ây da, càng tiếp. Cái kiểu này lại chưa lên đến tầng đánh boss thì lại đủ 1000 lính nữa rồi. Mặt cái trời trời nhảy không kịp. À, không kịp thôi. Đây, sư đây. Đức xuyên gia khang đây. À, có cái thuộc tính này vô mình càng tướng còn chết. Rồi xong 154 nữa. Chắc dư chỉ tiêu quá. Rồi ok, màn này thì khó dư chỉ tiêu lắm. Vậy đi. Vậy đi thì mình mừng. Rồi ok, vô 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 vô. Vô 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 la 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 la. Thứ tư chưa đủ. Ây da. À, thôi quýnh thì kêu đi. À, vô tình nó kích được cũng lên các bạn. Ây da. Này thì này, này thì à, lấy được đồ khá là ngon đấy. Kệ nó dày đi ngon nè. Có gì lên tới tầng tiếp theo mình không có bị thiếu. Ô mà không, tầng này tướng đó là tầng này mình mệt rồi đây. Nhìn lại tầng này tới 8 tướng lần các bạn. Ây da, thiệt là fan này khổ rồi. Rồi thôi, nếu vậy thì không có lý do gì không bật cái nộ này lên cả. Rồi bật lên luôn. Kiểu gì chả bị ngàn lính sớm. Không dùng thì chiêu này cũng tự hồi lại à. Rồi đây, một tướng nữa gục. Cái lửa nó kéo máu đã lắm. Rồi ok. Thấy thằng Lâm đúng là rất hên luôn á. Rồi đây. Biết ngay mà. Chém mà thời gian đứng lại luôn các bạn không. Rồi xong. Vừa kích chiêu lên là vừa xong nhiệm vụ phải chi. Mình quýnh ít hơn xíu nữa đỡ. Thời gian kêu chậm lại luôn mà. Ở đây ăn cho nó đầy. Rồi xong. Cứ mỗi lần đánh boss là bị vậy là khổ ghê vậy đó. Đánh boss mà lên đủ 5 vòng giống vậy nữa thì quá đã rồi các bạn. Làm ăn này à. Rồi ok. Đánh với hai vị tướng nổi tiếng vùng phía đông đây.
Uesugi Kenshin với lại Takeda Shingen. Hút liên tiếp 5 cái là cũng phải vừa đâu. Ây da. Rồi đây. Rồi đây. Rồi để bật cái thuộc tính lên. Phân thân luôn. Bật cái này lên luôn. Thế là xong. Nâng sát thương lên. Tầng này mấy ông này chưa mạnh lắm đâu. Còn đánh được. Ây da. Rồi bật cái kill lên luôn cho rồi. Thôi cái bóng nó tự đánh. Rồi thế là xong. Đầy máu lại. Ngon. Rồi cháu xin miếng kinh nghiệm nha. Rồi xong. Để coi ăn được cái gì nào. Nói chung là đồ cũng tương đối tốt đó. Nhưng mà ok này ngon là 3 vòng các bạn. Ba cái vòng này nó không khống chế nhau mà nó còn có may mắn nữa. Cái này ngon rồi. Ngựa ơi, ngựa dởm thôi, không thể nào mong chờ ngựa xịn được. Hồi đó chưa cập nhật DLC là ngồi luyện ngựa cũng khóc luôn nha. Còn bây giờ có ngựa chạy thoải mái luôn, vừa vô là đó có ngựa xịn rồi. Trò chơi nó dễ hơn hẳn luôn á các bạn. Đó mình nói thiệt. Chơi cảm giác nó rất là sướng luôn. Nó không có cái thuộc tính nữa. Rồi gọng này lên luôn đi. Tiếc gì. Có điều là cái này giữ không được lâu các bạn. Nó chơi với cái này mà giữ lâu nữa ai chơi cho lại. Được cũng phần cộng thì lên được 15 giây thôi. 15 giây là tính luôn cái thời gian mà nó sẽ bắt đầu nó giảm sút nha. Còn ví dụ như mà nó còn giữ cho mình được thêm thời gian nữa. Các bạn thấy đối phương cái gì chậm lại không? Cái đó là làm chậm thời gian đó. Nhưng mà kích được cái chiêu này lên rồi hầu như nhân vật chúng ta trở nên rất là bá đạo. Cái nộ này khá là quan trọng. Bản này thì rất quan trọng, mấy bản kia nộ không biết nộ là gì luôn. Đánh lính mà không khéo là cũng chạy vòng vòng nha các bạn. Đừng có tưởng đánh lính mà dễ. Có chiêu phân thân này rồi là tha hồ mà chơi. Ồ cái đòn nó hơi bị đẹp. Đòn này là đòn đâm tới thông thường thôi. Rồi thế là đủ chi tiêu, bật tính lên quýnh thế nó nhẹ nhàng lắm luôn á. Nó kích được cái tử mà vừa có cái lôi lên nữa các bạn. Đối phương nó vừa bị mất máu mà nó vừa tê nữa. Từ tướng nó đến hầu như không ai chịu được. Đôi khi nó ra có thuộc tính lửa nữa thì quá đã rồi. Cái kiếm này của nó thấy thằng Lâm là lấy được là quá ngon luôn mà. Nhân vật thì tính ra hơi thấp và tại vì mà dựng cái kiếm này lên thì chắc là nhân vật này cao hơn cái kiếm không được nhiều. Mà tôi kể nói chung với người Nhật trong giai đoạn này cũng chả cao mấy. Tha hồ càng. Ồ có ông Osaki ở đây nữa này. Khá là ngon đấy. Rồi đây. Lỡ lộn rồi tính bấm nộ lên. Thôi kệ nó cũng không sao. Xả. Rồi cái kiếm hình như mình mới bị mẹ. Nhìn nó giống như bị mẻ hết miếng vậy. Ây chà. Kích không đúng lúc chiêu rồi. Ôi cái tập đánh ngắn quá các bạn thấy không. Cái chiêu số 2 này thấy cái tầm đánh nó rộng rộng ra xíu nữa là ngon. Nãy mình đánh hụt một tay tầm đánh nó ngắn quá. Rồi vô. Kích cái này lên rồi là khỏi chê. Lại ra được cái chiêu gì đó nữa rồi. Chắc là dạng bị búp đối phương hay cái gì đó. Thế con bé lùi tay nó ra chiêu tùm lum hết trơn. Mình chả biết nó ra chiêu gì nữa. Có điều con bé này ra chiêu thì chúng ta không phải lo. Ra chiêu nào là đỉnh chiêu đó thôi. Đỉnh như hát lành đỉnh luôn mà.
ai da, xuất hiện bất ngờ là Inza về đây. Nhưng mà võ nghệ của mấy tên này tính ra cũng thượng, võ nghệ tầm thượng, còn không có khả năng đỡ mà không có gì đáng ngại. Cứ tiếp tục cà, người thừa kế của nhà Uesugi các bạn. Ồ, ông này hơi bị đỉnh đấy, cầm song đao chém khá kinh, nhưng mà có được đụng phải mình là rồi cầm katana chém phát này là cũng đi à. Trời, đã thua chọn. Ủa sao mình phân thân được nhiều vậy? Phân thân này là phân thân theo hàng dọc luôn hả? Ồ, cái chị con bé Lolita này nó vừa kích cho mình một cái chiếc phân thân khác nữa các bạn. Wow, vậy là mình vừa phân thân theo hàng ngang và vừa phân thân theo hàng dọc, nó ra hình chữ T, nó quét nó đã đến mức nào nữa. Phân thân này còn hơn cả ninja nữa, ai chơi cho lại. Cũng may nhân vật này là samurai chứ không phải ninja nha các bạn. Chứ nhân vật này là ninja chắc làm thủ lĩnh ninja quá. Chém được 6 cái. À không, cái đó là do cái vết của cái kiếm này chứ không phải là nó bị mẻ các bạn. Hay già rồi, ok, lên được cấp 21 luôn. Quá đẹp, đùa rồi, đủ chiêu rồi. Chém mà đã quá các bạn, công nhận là nhân vật mới level mười mấy mà lên đây chém như đúng rồi luôn. Mấy nhân vật kia mình toàn phải hai mấy gần 30 mới dám cho leo lên đây. Nhân vật của Thái Thần Lâm là coi như giống như tụi bút sức mạnh tinh thần vậy đó. Rồi gồng thêm phát này nữa là nó chém là phê thôi rồi luôn. Rồi mình đang ở trạng thái này mấy thằng này không là gì hết, nó chỉ đang tăng tốc thôi, còn mình là đang được bút thần lực luôn rồi. Rồi xong, vô tiếp, lên lên lên. Ngon các bạn, ây da, rồi quá đã. Chà, chúng ta đang hết chiêu à, để gà xài chiêu này luôn cho đỡ phí. Đây vô chơi tiếp gì đâu, dễ mà. Rồi, ok. Này thầy, đệ tử của Viêm Trụ mà đâu có dựa. Đúng là hơi thở của lửa các bạn. Chém tới đầu thấm tới đó. Để lưu đã, không biết lấy được cái gì rồi. Hồi nãy giờ chưa lấy thêm được cái nào hết, xui xui vậy. Ây da, không lấy đủ được 14 món là hơi buồn nha. Cậu bảo như nó quýnh mạnh nhưng mà bữa nay không thu hoạch được cái gì nhiều hết, buồn ghê vậy đó. Trời ơi, mà nó còn bị rượt tướng đối phương nữa hả? Mình chưa tốc độ chạy cho thằng Lâm nữa. Thằng Lâm chưa được nâng dòng xanh nhiều, khả năng chạy còn hơi bèo. Có cái này thì dạng như nó nâng cái tầm đánh ra nè, mà nó cũng ăn hên lắm. Rồi bây giờ cho nó dí mình, mình đi dí người khác, dí đủ 4 thằng quýnh luôn thể. Đây phân thân, nâng cái tốc độ, nâng cái sát thương này lên luôn, quá đã. Chứ là mấy thằng này thì nó chạy không lại mình rồi. Rồi nhào vô chơi tiếp.
rồi xong một tướng thôi, bốn tướng nó nhào vô nó quýnh cũng hơi mệt. Mấy này nó dùng kiếm của bộ skill nó giống mình á, có điều là nó quýnh nó bại không lại mình thôi. Vũ khí của nó là vũ khí tiêu chuẩn rồi. Đây chạy đâu anh này không chạy mà nhào vô quýnh luôn hả, ghê vậy. Ủa căng đảm vậy. À rồi thôi giờ mình chạy ngược lại các bạn, có hai thằng tướng đang ở gần mình nó đang đi tìm mình, với lại có thằng kia nó đang chạy ngược chiều nữa. Rồi đây quá ngon. Ô Mitsunori Ishida các bạn, à Otani đi luôn à. Đây từ 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 để đỡ, 1 2 3 4 5 rồi 6 đòn, 2 3 này thì này thì này thì ai chà, hụt. À đây rồi xong chết nha. Ai chà, chưa đủ đồ để mà chịu đòn chí mạng các bạn. Ai chà, bị hất ra này thì lần này thì đủ rồi nhá. Một còn hai ông này tướng đặc biệt cho nên nó ra đồ xịn các bạn. À, rồi ok hai ông này đỉnh đấy. Ồ giờ ra lấy ra được cái dòng này. Ồ ngon thế, biết nãy bấm sớm. Đây giờ có thêm thuộc tính nữa thì nó quýnh là đã thôi rồi. Rồi xong tiền à, tiền giờ mình không cần lắm rồi, thôi không sao. Rồi lên leo tầng này nữa sao là mình thoát được rồi các bạn, đồ lấy được khá khá rồi. Không biết là đánh ai đây. Ây da, chắc là đánh với Ina nữa quá. À không, đánh với hai ông này các bạn. Rồi đánh với hai ông này thì cũng được. Musashi với lại ông gì quên tiêu nữa rồi. À Koshiro. Rồi phân thân đây. Hoặc cái này lên trước cũng được. Cái thời gian hồi cooldown nó không có giống nhau, mà ra là các bạn cứ mạnh dạn hay chưa nào xong rồi cứ hồi cứ bật lên mà dùng thôi. Rồi xong. Chết chưa. Rồi đây. Này thì mình đang ở trạng thái nộ mà. Rồi không được cho hai ông này chết lẻ nha, hai ông này phải chết chung. Còn không á là một trong hai ông sẽ hồi sinh lại nữa. Rồi đây, lưu phát cho chắc ăn đề phòng nó crash game như vậy chứ. Rồi đây. Rồi xong rồi, biến được rồi các bạn. Đây rồi. Chứ là mấy cái màn mà đánh hai tướng cái này là giết hai ông cùng lúc, còn nếu mà giết lẻ đó là ông kia ông hồi sinh lại, nó quýnh lại mà không được đồ nữa. Hay như quýnh lại mà được đồ, đứng là spam đồ đã luôn. Rồi đây hai món đồ dởm, nhưng mà thôi được rồi, cũng có một món đồ xịn thì mình mừng rồi. Cây này cũng được, nhưng mà tại mình đang có cây ngon hơn cây này nè. Ba thuộc tính này khá là hợp với nhau, mà nó còn có thêm cái dòng may mắn nữa. Lần tới đi quýnh là lấy đồ cái thần lâm là hơi bị xịn luôn á, mà lần tới chắc mình leo tầng 50, mà từ tầng 50 trở lên đồ xịn nữa. Để coi lấy lần này thấy thần lâm lấy được là 5 cục công, 6 cục thủ, 5 cục tốc độ, 3 cục hỗ trợ với lại 4 cục đặc biệt. Chung là toàn là xịn không à, dù là lấy được khá là đều á. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.